kính chào quý vị. Dự báo chiều mai ở khu vực Nam Bộ, mưa sẽ tiếp tục xảy ra. Những khu vực có màu xanh đậm như thế này thì lượng mưa trên 25mm là những khu vực dễ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy cây cối, tốc mái nhà và sập đổ nhà. Dông gió nổi lên bất ngờ, mái nhà sập không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa cả tính mạng con người. Quý vị có thể tranh thủ vào buổi sáng khi trời chưa mưa nhiều để kiểm tra, chặt tỉa bớt các cành cây xung quanh nhà, gia cố mái tôn và chằn buộc các bảng hiệu. Về nhiệt độ, do trời nắng từ sáng cho đến trưa nên thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp Nam Bộ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Buổi trưa thì trời hơi nóng, còn riêng thành phố Rạch Giá thì mát hơn 31 độ. Trên biển, ngày mai, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết đều tốt lên, mưa vài nơi, chiều nay trời nắng, gió không quá cấp 5, thuận lợi cho các tàu thuyền hoạt động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.